Rồi mến chào quý khán giả, quý anh em đam mê vỏ lãi, đam mê cano. Bữa nay mình sửa sạn để chạy thử tải cái chiếc vỏ tải này ha. Cái này vỏ lãi nhưng vỏ lãi tải. Tổng chiều dài của cái chiếc vỏ lãi này là 8m1. Chiều ngang lái là 1m3. Bây giờ mình đi thử tải thử ha. Để coi đây một người ha, mình nó là 2. Đây xuống người nó là 3. 4 5 6 7 8, hiện giờ là đương 8 người dưới vỏ lãi rồi ha. Dự kiến còn 2 người nữa gì á. Còn người nữa vậy là 9 người nha. 2 4 6 8 9, 9 người. Tại cái chiếc này để dành là chở trái cây trong vườn á, chở mình đem ra chợ. Cho nên là chủ yếu cho làm để chạy đi làm ăn á quý anh em. Thử tải coi 11 là chở hàng đầy á, chạy nổi hay không vậy đó. Mình canh chỉnh cho người chủ. Con nông dân là được mùa thì bán có giá là nhờ những cây cầu ha, lộ xá thông thương đó, cho nên bà con bán được mùa được giá thì bà con cũng cảm ơn mà đảng và nhà nước mình, nhất là mấy người ở huyện Phong Điền ha. Mình cũng thay mặt cho bà con nông dân cảm ơn mấy sếp ở huyện Phong Điền, mấy sếp ở thành phố Cần Thơ và đảng và nhà nước ha, của đất nước mình. Đông người mà cái vỏ đi rất là đầm ha, không có nhảy. Hồi nãy những video trước mình quay là chạy 2 người đi, cái vỏ cũng đi rất là đầm nha, không có nhịp nhảy. Thank you.
gom ra ở ngồi ở khúc sau hết nhưng mà nó vẫn không nhảy ha. Cho nên khi mà chở hàng quá là chạy rất đầm. Nếu mà chiếc nhảy nhảy mà mình dồn ra phía sau lái là ở phía mũi nó nhẹ, nó sẽ đập lắm nha. Chưa hả? Chưa đúng được. Phải cỡ 10 người là phải lên khoảng 80 là mình chạy là 2 người là phải lên cỡ khoảng 90 gì được đó. Ừ. Vậy là có lý rồi. Mình được 71 GPS nữa con ơi. 71 chứ 7. Vậy thì cũng đón cỡ đó mà. À, mấy người đó người ta đi vậy đó là về xong rồi đó, xong một chuyến hàng rồi đó. Chị vợ chồng bỏ túi khoảng 2 triệu, 3 triệu bỏ túi thành chơi. Sống trên sông nước mà. À, mình quay một đoạn video chạy thử tải cái chiếc vỏ lãi tải này ha. Ê, chiếc này mình chở được nhiêu? Để hỏi người chủ coi, thường chở hàng quá coi cái chiếc 8m1, cái lái 1m3 này là chở thêm được bao nhiêu trái cây ha, bao nhiêu hàng hóa ha. Chủ ơi, cái chiếc mình là hôm rồi mình chở được bao nhiêu tấn? Hả? 1 tấn hàng. À, vậy là cái chiếc này chở được 1 tấn hàng nha quý anh em. Rồi kết thúc video đây ha. Chúc quý anh em mình xem vui vẻ, rồi chúc mấy anh em ở đây nè đam mê sông nước nè, ai cũng làm ăn suôn sẻ. À, hẹn lại video sau. Tại vì đi nín thinh cho nên không ai cho cảm giác gì cho.